CBRE Việt Nam đã có buổi báo cáo thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh quý 1 2018. Nhìn chung thị trường bất động sản quý này không có nhiều sự biến động lớn so với cùng kỳ của năm trước. Thị trường căn hộ rất sôi động trong quý 1 năm 2018, mặc dù có kỳ nghỉ Tết dài, số lượng căn hộ mới mở bán tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ vẫn được duy trì ở mức cao, đặc biệt là ở các dự án mới. Tuy nhiên, có một vài sự điều chỉnh nhỏ về giá và một số lo ngại về các vấn đề an toàn mới nổi lên gần đây. Trong quý 1 năm 2018, các chủ đầu tư không chỉ tập trung vào giới thiệu những tiện ích mới, mà còn đảm bảo về những chỉ tiêu an toàn cho cư dân. Xét về tỷ lệ giữa các phân khúc sản phẩm, phân khúc trung cấp chiếm 71% tổng nguồn cung trong quý 1 năm 2018, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường để đáp ứng nhu cầu của người mua để ở và tạo nền tảng cho một sự phát triển bền vững. Xét về vị trí, thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng về phía Đông và Nam, tập trung tại quận 2, quận 7 và quận 8. Giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp trong quý 1 năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước do nguồn cung phân khúc trung cấp tăng trong quý 1 năm 2018. Giá tăng tại một số quận như quận 2, quận 10 và huyện Nhà Bè. Thì đối với là về phương diện chủ đầu tư là cái phương diện mà CBRE theo sát nhất á, thì chúng tôi dự tính là trong năm nay sẽ không có nhiều cái biến động, mà nó sẽ biến động nhiều ở vào năm 2019-2020 khi mà có những dự án lớn và những dự án mà nằm trong dự án phức hợp tại khu trung tâm hoặc là những dự án có quy mô rất là lớn nằm tại ngoài khu trung tâm, thì nó sẽ tạo lên những cái câu chuyện rất là sống động như thị trường bán lẻ. Còn trong năm 2018 này thì sẽ có một cái dự án mới là Union Square sẽ mở cửa trở lại với một cái cơ cấu khách thuê hoàn toàn mới, thì cũng sẽ là đem lại một câu chuyện một làn gió mới trong bán lẻ. Dự đoán trong năm 2018, sản phẩm trung cấp tiếp tục chiếm tỷ trọng cao với một lượng vừa phải của phân khúc cao cấp và hạng sang được giới thiệu, tạo nền tảng cho một sự phát triển bền vững hơn. Về khu vực phía Đông và phía Nam sẽ tiếp tục là các điểm nóng của thị trường trong năm tới với nhiều dự án mới tại khu vực quận 2, quận 7 và quận 9. Về lượng tiêu thụ, người mua tại phân khúc bình dân và trung cấp sẽ cẩn trọng hơn với vấn đề an toàn của dự án. Vì vậy sẽ làm giảm lượng tiêu thụ so với số dự báo vào đầu năm.